dạ vâng xin chào quý vị và các bạn đấy. <laughs> tiếp tục em lại nhận được mấy cuộc gọi của một số bác đang hỏi về cái dòng của thinh park nhé <laughs> thì cái con này em vừa quay cái lô trước nhé em vừa quay lô trước xong bình thường những cái con này là, là em bán là của nó là 5 triệu 1, 5 năm triệu 2 đúng không ạ <laughs> thì um, em vừa quay cái lô trước đây một tí thôi là em đang cài win nhé em đang cài win đấy thì con này là em bán với giá là <laughs> 4 triệu 290 nghìn đấy 4 triệu 290 nghìn đấy thì một số bác đang hỏi em là đã cài win xong chưa thì bây giờ là em vừa mới cài win xong nhá đấy. À, vừa quay lên ấp cái nô kia lên cái là thì <laughs> các bác hỏi luôn đó. thì con này vì con này rất vừa tầm tiền em bán khuyến mãi trong cái đầu tháng nhá đó và em nói <laughs> em xin nói luôn là cái lô này hai chiếc máy này em cũng bán luôn vì nó đầu tháng em cũng chơi giá sốc luôn cho các bác luôn nhá chơi giá sốc luôn cho bác luôn đấy dạ vâng bây giờ em sẽ đọc lại cấu hình con này nhá vì lúc nãy là em chỉ đọc thôi nhưng mà vì đang cài win đấy vì đang cài win nhá cả hai máy này máy này cũng vừa cài xong này và máy này cũng vừa mới cài xong thì em chuyển sang máy này em cài thì máy này lúc nãy là đang cài đấy các bác có thể xem clip vừa rồi nhá <laughs> đây i5 này 8350u nhá các bác nhá con này đời rất cao ram 8g đó à, <laughs> rồi Đây, đó, Con này của nó là ổ SD, ổ SD vừa rồi em vừa cho các bác xem này nhá, ổ SD nhá. rồi đây các bác nhá, đó. Đây ổ của nó này, đó. Ổ của nó là ổ 256 GB nhá các bác nhá. Đó. Như con này thì là 4 triệu 290 000 đấy em vừa quay cái lô trên xong nhá. Thì thì à, à, đấy có cấu hình đấy thì em đọc cho các bác các bác xem luôn nhá biết luôn được đấy, bác nào kết chung kết con này thì alo luôn cho em nhé đó thì các em đang quay đang cài mà đó. Và cái màn của cái thằng này là màn 13.3 HD nha các bác nhé Ổ oh, 256GB Đấy, Và cấu hình của nó đây đó. Cấu hình của nó đây Là i5-8350 Giam 8GB các bác nhé Rất là siêu chất rồi, rồi Ok Màn hình uh, siêu đẹp luôn Không có một cái điểm đen Điểm chết nào cả Đấy, Rất là đẹp luôn đó. Tiếp đến uh, em sang cái con này nhé đây sang con này của nó thì cấu hình của nó thì siêu chất luôn. Màn hình của nó là màn hình 10 5.6 inch HD nha các bác nhé. Và tiếp nữa là cái con này của nó thuộc giọng mà uh, siêu cao cấp luôn. i5 này, thế hệ 10 này, 10210U. Tức là đời càng cao lên thì của nó lại càng cao nữa nha các bác nhé. RAM của nó là RAM 8GB này các bác nhé. RAM 8GB này. Rồi ok nhé. Đó. Và ổ của nó đây. À đây cái này nó đang USB em vừa cài xong thì bây giờ em rút nó ra nhé Ổ của nó wow. Con này Con này nhiều ổ ấy nhỉ Con này gồm có hai ổ nhé Hình như một ổ đâu Một ổ là ổ 500G gì đấy này Và một ổ này là Ổ này của nó là ổ à... À... 256G này đấy, Và một ổ 500G này Đó con này con này con phải nói là ai cần dung lượng cao con này phải nói là siêu chất luôn này các bác ạ, ai cần dung lượng cao thì con này siêu chất siêu đỉnh luôn, Đấy các bác nhé, siêu chất siêu đỉnh luôn, rồi ok nhé, rồi đấy, giờ con này của nó đỉnh chất luôn này, quá wow, ok luôn, rồi à... đây màn hình của nó cực kỳ đẹp luôn nhá, màn hình cực kỳ đẹp không có điểm đen điểm chết này các bác nhìn này, quá đẹp luôn nhá à, quá đẹp luôn này Đấy. rồi à, con này của nó nhé con này của nó là thế hệ 10 này của nó thì là toàn là 8 triệu 9 các bác nhé toàn là 8 triệu 9 thôi y5 thế 10 toàn là 8 triệu 9 thôi nhé với cấu hình này và <laughs> bác nào lấy con này nhé bác nào lấy con này thì đầu tháng em cũng để cho bác giá siêu rẻ luôn 7 triệu 590.000 nhé 7 triệu 590.000 trong một con i5 thế hệ 10 nha các bác nhé i5 thế hệ 10 là lời rất cao nhé đó rồi ok ạ. bác nào lấy thì alo cho em bác nào lấy thì alo cho em nhé số điện thoại của em là 0966 594 581 địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm Hà Nội em nói luôn tất cả các dòng này đó nhà em là đều hàng về đều nguyên bản nhé các bác nhé đều nguyên bản và bên em sẽ bao test 7 ngày cho bác kể từ ngày các bác nhận hàng nhé các bác nhé kể từ ngày các bác nhận hàng Đó và tặng kèm theo sạc zin theo máy luôn các bác nhé rồi ok ạ à. vâng à, em xin được à, à, kết thúc cái video tại đây nhé vâng các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé hai con đều rất là đẹp luôn các bạn này Đấy. hai con đều rất là đẹp luôn và rất đẹp luôn Đấy. bác nào à, à, quan tâm thì liên hệ với em qua zalo qua điện thoại nhé các bác nhé vâng hoặc các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng theo địa chỉ là 57 a phố nguyễn hoàng phường mỹ đình 2 quận nam từ liêm hà nội dạ vâng em xin cảm ơn và xin được kết thúc video tại đây xin chào và hẹn gặp lại